mờ và hát. Tạm thời không nên làm gì cả. Tôi thấy hơi nguy hiểm. Vâng, chờ một thời gian. Phu nhân có sao không ạ? Phu nhân không bị thương chứ? Cô không sao. Cảm ơn cháu. Cháu không sao chứ? Vâng, cháu cũng không sao. Thế thì may quá. Cảm ơn cháu. Hình như phu nhân bị thương rồi. Phu nhân đi đâu để cháu đưa đi ạ? Không cần đâu. Cảm ơn cháu nhiều. Trông mặt cháu quen quen. Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Cháu cũng không rõ. Cảm ơn cháu nhé. Bình ơi, chân bị làm sao thế? Bị thương à? Có chiếc xe máy đi từ phía sau. Xe máy ư? Lên xe đi. Đi thôi. Hình như là bút phu nhân Juheran đánh rơi. Sang Mi này, di vật bà Sơn Hoa để lại ấy. Di vật ư? Còn không tò mò, muốn biết trong đó có gì à? Tò mò chứ ạ, rất tò mò là đằng khác. Biết đâu bà già đó cất số tiền lớn trong đó, hay cho Sơn Hoa thừa kế chìa khóa vàng nhỉ? Thế nên bà sơ đó mới đến tận đây nhờ nhắn với Sơn Hoa chứ. Con đoán là đồ quan trọng hơn cả tiền. Đồ quan trọng ư? Trên đời này làm gì có thứ gì quan trọng hơn tiền? Nhiều chứ mẹ. Có cả bí mật về xuất thân. Trên đời này có vô vàn bí mật chưa thể làm sáng tỏ. Bí mật ư? Bút này của mẹ Jun Jae Kyung chứ gì? Nhờ bác sĩ mà chân tôi đỡ đau hẳn. Cảm ơn bác sĩ. Phu nhân về cẩn thận. Là cô gái hôm qua này. Ôi, cháu chào phu nhân. Hình như phu nhân đến châm cứu ạ? Ừ. Ôi, cháu cũng bị đau ở đâu do hôm qua giúp cô à? À, cháu không bị nặng lắm. Tay chỉ hơi đau. Ôi, khổ thân. Chắc phu nhân bị nặng ạ? Không đâu, chỉ bị bong gân nhẹ ở chân thôi. Hôm qua không nhờ cháu thì đã gay go rồi. Cảm ơn cháu nhiều. Cháu chỉ làm việc đương nhiên phải làm thôi mà. À, cháu đang không biết làm thế nào gửi lại bút này cho phu nhân. Hình như là của phu nhân đánh rơi. Có đúng là bút của phu nhân không ạ? Đúng rồi. Không thế thì cô cũng đang tìm, không biết mất ở đâu. Sao lại may thế này cơ chứ? Là của phu nhân thì may rồi. Cháu xin phép. Khoan đã, uống trà cùng cô đi. Hôm qua cháu giúp cô mà do vội quá nên cô chưa cảm ơn cháu được.
Không có gì đâu ạ. Cô sẽ chờ khi nào cháu khám xong, được không? Ôi, cô lại phải về công ty gấp rồi. Để lần sau uống trà nhé. Cháu làm ở đâu để cô đưa về? Thật không ạ? Cháu cảm ơn phu nhân. Vậy nhờ phu nhân cho cháu về tiệm bánh Han Ốc. Tiệm bánh Han Ốc ư? Cháu làm ở đó sao? Vâng, cháu làm bánh. Ôi, thợ làm bánh mà để tay bị thương thì làm sao đây? Cháu không sao, không nặng lắm đâu ạ. Ừ, vậy đi thôi. Nên giảm bớt vị ngọt thì sẽ ngon hơn. Cho thêm chút muối có được không? Được đấy. Vậy sẽ bớt ngọt đi nhỉ? Mà sao dạo này em không đeo lắc tay nữa? Lắc tay ư? Lắc tay nào? Thất vọng thật đấy. Quên cả món quà anh tặng. À, lắc tay anh tặng trước khi cưới chứ gì? Em làm anh buồn rồi đấy. Giận dỗi tùy chuyện thôi. Chắc bị mất lúc sắp đồ bên Pháp rồi. Cảm ơn quý khách. Quý khách đi cẩn thận. Quý khách mua gì ạ? Tôi muốn mua lắc tay. Cô từng làm ở cửa hàng đồ trang sức của Bách Hóa gần tập đoàn Đê Quốc đúng không? Vâng, tầm 4 năm trước. Cô có nhớ người đàn ông này đã mua hai chiếc lắc tay như thế này không? Tôi không rõ lắm. Có thể đến cùng cô gái này nữa. Chắc là mua một chiếc lắc tay giống hệt chiếc lắc tay này. Cảm ơn anh. Em sẽ giữ mãi. À, vâng vâng, tôi nhớ rồi, đúng rồi. Hai người đến và người phụ nữ đòi mua lắc tay. Người đàn ông đó mua một lần hai chiếc luôn sao? Sao có thể thế được? Lần sau người đàn ông lại đến và mua chiếc giống hệt. Tôi biết ngay là ngoại tình, thế nên tôi vẫn nhớ. Cô có biên lai hay giấy tờ chứng minh không? Chắc là còn bản tổng hợp doanh thu và hóa đơn quẹt thẻ. Nhưng tôi nghĩ ở Bách Hóa đó cũng khá lâu rồi. Vâng. Cảm ơn cô đã cho tôi biết. Còn nữa, cho tôi đặt một chiếc giống hệt chiếc này. Vâng. Dương Chê Kiêng, Môn Sang Hiếp. Tôi sẽ tìm từng bằng chứng là tác phẩm các người tống tôi vào tù, rồi bắt các người trả giá. Cứ chờ đấy. Anh, em có cái này muốn chuyển cho anh, gặp nhau đi. Gặp ở đâu? Sơn Hoa. Đối tác phó phòng bông. Anh đi gặp đối tác một lát. Cô Bông Sơn Hoa sau khi biết con trai mình mất đã định kết liễu cuộc đời đấy. Em đã đỡ chưa? Ăn cơm chưa? Sao lại chưa ăn? Không muốn cũng phải ăn chứ. Nhìn mặt em hốc hác quá.
Em sợ anh lo nên mới gọi anh ra đây. Lâu lắm rồi mới thấy em xưng là em. À, em xin lỗi. Tại xưng là em suốt thời gian dài nên quen miệng. Em làm việc ở tiệm bánh Han Ốc. Hồi ở trong trại giam, em có học làm bánh. Mọi người khen bánh em làm ngon lắm. Thế à? May quá. Phải sống như thế chứ. Dù không có bà và sếp biết, anh cũng mong em kiên cường mà sống, rồi ngày tươi sáng cũng sẽ tới. Anh nói câu đó nghe hơi nực cười. Không có xe biết, cuộc đời em chưa hẳn đã chấm hết. Sơn Hoa, anh xin lỗi. Nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em. Anh sống nghèo khó từ nhỏ, nên anh đã có một ước mơ, là có một tòa nhà.